Mà xin chào các bác nha, đã đến với video của em. Hôm nay em cập nhật cho các bác là một số mẫu nồi em về để phục vụ các bác này. Thì bác nào mình đang có nhu cầu thì mình xem đi, mình muốn mua cái nồi nào có đánh dấu gửi qua cho em sẽ gửi thành chi tiết video qua cho các bác nha. Hiện tại là em về được cho các bác là một số mẫu. Đây, đầu tiên là một cái mẫu này na mắt ngọc nè, na tiêu nan đó, mẫu này 204 thôi còn đẹp keng luôn, con là lòng rồi nè, son đá vàng mã đồng rồi đó, các bác thấy không, đẹp keng luôn nè. Cái này là còn là bụi nhật luôn đó các bác, em chưa có vệ sinh nha. Nó gon lòng, nồi này là 1 lít 8, sản xuất 2018. Nồi này gọi là nồi tô hút chân không, gia đình đông không mua nồi này. Còn mẫu này là do VOC nè, còn bẩn nè các bác thấy không đó, thì vệ sinh lại thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Thì mẫu này là 1 lít, sản xuất của 2018 20 gì đó các bác. Đây, bộ rất là đẹp nè các bác, hai đáy. Và đặc biệt các em là mo do ma mút nè, do VOC nè, em này là nặng 8 kg nè. Cho mua hàng thì các bác cứ yên tâm về gom nhà lòng nha đó. Nói chung hàng bãi thì tiết kiệm cho bác có một số như tiền, cho nên là mình xài mình cũng phải là tìm được cái giá thành tốt nhất, nó ổn định thì mình xài còn mua thêm nữa. Đây là một mẫu tô chuông, thì những cái hàng xịn sò thì mình sẽ bọc ha đó, em xé cho các bác coi luôn nè. Tô chuông này hình như 217 16 vậy nè, hình như 217 luôn các bác, xịn sò. Nói chung giá em này cũng không tầm dưới 4 củ đâu các bác. Mấy em này là giá tầm 30 ngoài triệu ở bên Nhật không chứ không có tệ nè, mới ken luôn các bác nè, giàu nè. Hàng em chưa vệ sinh nha, em nhắc lại là hàng chưa vệ sinh, mới cập bến về luôn, mình sẽ bọc cho các bác coi luôn nè. Nè đó, không dưới 4 củ mẫu nồi này, son đẹp nha các bác. Thì bác nào mua cái nào đánh dấu lại cho em nha. Em thì hiện tại hàng bên Nhật về thì đã điện đến ok rồi, nhưng mà để test thử cơm thử nước sôi nữa thì em sẽ lên video nha. Thì mẫu này 200 độ C luôn các bác, son đẹp. Em bán hàng bãi mà các bác hay như hàng đấu giá lắm, thiệt hàng đấu giá chưa chắc gì cái son nồi nó đẹp như cái nồi của em, vì hàng của em bán hàng bãi nhưng mà em được kiểm tra son trước khi mà em mua đó. Đây hơi bẩn nè các bác thấy không, chứ còn những cái hàng đấu giá cũng kêu hên xui lắm. Thì mua theo cái kiểu hàng đấu giá là như thế nào, là nó chỉ mô tả ngoài thôi rồi cái mình mua thôi chứ không có được xem lòng đâu các bác. Đây nè, na 204 na mắt ngọc son đá vàng mã đồng đó, những cái mẫu là nồi đồng có đá cơm cực kỳ ngon luôn. Nếu mà không ngon em hoàn tiền lên gấp đôi nếu nói cái mẫu này. Đây là mẫu hai mẫu Tiger 2019 mà em đặt lâu rồi mới có các bác, chứ những cái mẫu này làm xé cho các bác coi luôn. Chờ em xíu. Chung các bác mua hàng á, kiểu như là mình á mua hàng bãi như thế nào thì cũng không có cần mà lựa cái đời cao vậy các bác, còn đẹp còn riêng còn tốt thì các bác mua thôi. Chứ mà đẹp mà các bác chơi đời thấp thì các bác mua không được, thấp những cái hàng đời thấp người ta lại có chất lượng hơn. Chất lượng ở đây là gì, những cái đầu năm đó, năm đầu sản xuất người ta tạo cái thương hiệu uy tín, hàng người ta chất lượng hơn. Nếu mà hàng mà đời trước đời cổ mà nó còn đẹp thì nó rất là quý, còn những mặt hàng mà đời cao mà đẹp thì nó bình thường rồi. Một số bác sợ lại sai lầm mà thích hàng đời cao mà không có coi về cái phần ghiên và cái phần hình thức, nghe đời cao là khoái nhưng mà phải đẹp. Nếu so sánh với cái đời cao đẹp với cái đời thấp đẹp thì cái đời thấp đẹp nó sẽ là có giá trị hơn đó các bác, son đẹp keng luôn nè các bác. 2019 cho em nha, mẫu này màu nâu. Mẫu nào đánh giá dấu lại cho em nha, này còn bẩn nè. Giờ tiếp theo cho các bác xem, các bác mua hàng em các bác đừng dội, hàng em rất là nhiều luôn nhưng mà để test kỹ lưỡng em mới đăng lên video, chứ không phải là như người ta mà đăng tào lao mía lao rồi lên cái hàng các bác đặt ha, một tuần lễ chưa có, ví dụ trục trặc gì đó nó mắc xử lý. Còn như đây em bán cho các bác là cứ yên tâm, những cái hàng này là điện đớm ok bên Nhật hết rồi đó. Về là bên em chỉ là bỏ gạo, về đầu tiên là em test nước trước, và bắt đầu tiếp theo là em test
cho các bác là cơm đây nè, con lòng con cũng đẹp nè, thì hàng nguyên zin hết các bác. Thì có một số chỗ người ta sẽ làm gon xanh, nhưng bên em là gon là 100% là bên Nhật về sao thì em bán vậy thôi, chứ em không có làm gì hết. Đây nè, áp suất 2 bi là son đẹp cũng ken luôn đó các bác không, nước nè. Nè qua đây là mẫu 1L8 2019-18 là to đùng luôn. Cái mẫu này mà như bên Nhật không dưới là 15 triệu các bác. Nên để em bán cho các bác vài triệu thôi, vài cũ thôi. Nè, son đá vàng mã đồng thì nó còn thừa hưởng được một cái là công nghệ mà tốt nhất của Nati để lại nè, son đá vàng mã đồng nè. Đó, đẹp ken chưa? Đây là hai siêu phẩm tô chuông tiếp tục. Đây các bác. Mấy cái mẫu mà giá trị nè thì thường thường là sẽ có bọc ni lông rồi lại cho nó sạch sẽ, rồi cho nó đừng có dơ, rồi đừng có bể phở này kia. Nhưng cùng em cũng không có kiểu không có thời gian á các bác, em không có quay lên cho các bác những cái video, nhưng mà cặp hàng đi như hàng về hàng đi, thì lúc trước em cũng hay cập nhật hàng đi hàng về, nhưng mà cỡ này dạo này làm hơi nhiều, các bác thương tình chốt đơn cũng nhiều cho nên là ủng hộ quá, cho nên là em cũng chưa có cái thời gian mấy. Đây tôm này 2016 nhìn là biết liền, đây cái chữ này đây, nếu mà những đời thấp là nó sẽ nằm trên đây. Đây con cũng xanh mướt đây các bác, đặc biệt là lòng các bác thấy không, nó hơi bẩn thôi nè, sao vệ sinh lại. Cái hàng nguyên ghi nguyên bụi mà, chứ đâu phải là cái hàng mà đã qua mình xem xét. Nó qua mình ấy đâu, này để cắt bọc ra rồi, đóng nắp lại. Đây, đẩy nó qua luôn đi. Đây, đây cũng mẫu này. Cái mẫu nãy thì nó tầm rơi vào là 3 triệu ngoài nha các bác. Chưa có tới, còn mẫu nâu mới nãy là tầm 4 củ đó. 4 củ hơn, mẫu này cũng tầm 4 củ đó nè. Nói chung là em mua được giá tốt để các bác giá tốt, chứ không bao giờ để các bác mà kiểu như là mình mua mặt hàng nó quá đắt đỏ, mình chưa có biết nói về nó là cái gì mà mua đầu tư nhiều vào, thì kiểu như là mình cũng như là trên bên mình cũng như là mình không có niềm tin á. Thì bây giờ nói chung là mình mua hàng thì mình cũng như từ cái nhỏ mình thành cái lớn trước được. Này con xanh mướt luôn các bác nè, mới như chưa sử dụng luôn nha, trong cho em. Đặc biệt lòng nồi nè. Đít nồi nè. Đó, hàng còn nguyên luôn. Chưa có sửa. Chưa có la vệ sinh gì hết. Này, giờ em gắm cái nào đi vô cho các bác xem là không điện đốm ok chứ, bên kia người ta đã kiểm điện cho em rồi. Bây giờ là em chỉ việc là em về em test cơm, test nước thôi. Quá khu đóng hàng nó hơi mệt, nói chuyện nó hơi ấy à. Bác nào mua nào được đánh dấu lại cho em nè, nhiên điện 100 cho em nè, bao cho các bác. Đây đèn ơi cô, đèn hút chân không, ngon lành cành đào chưa. Cái này mà em đánh một miếng cana lên là bóng vàng đẹp luôn, giá thành rất là bình ổn các bác. Rồi thì bác nào mình mua cái nào cứ chụp màn hình nhớ qua Zalo giúp em nha. Đó rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video, chúc các bác là nhiều sức khỏe nha. Mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0919407501, em ship hàng toàn quốc, có cọc chuyển đủ với bao ship.